Ngày đang là 7 giờ tối của ngày mùng 6 tháng 1 năm 2018. Và chúng tôi đang di chuyển bộ bàn ghế gỗ Vũ Tao Quảng Bình, cột 10 Trọn Vân, mặt dày, để chuyển cho khách hàng anh chị là giảng viên trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh chị thì học sau tôi là mấy khóa nhưng mà giờ đây là giảng viên của trường. Cho nên vừa là tình, tôi nói vui là vừa tình đồng môn vừa là tình thầy trò. Để xuống đi, mang tiếp một cái, tôi cho cái lọ xuống. Còn đây là đôi lọ lục bình gỗ xà cừ 1m6, chúng tôi vừa chuyển từ xưởng về, chuyển từ xưởng sơn về, đang đưa vào bên trong, đưa vào trong khu B, cứ cho sâu vào trong đây rồi mai cho nó gác sau. Đôi lọ lục bình này là rất đẹp, cao 1m6 và cái chu vi là 132, tức là khoảng độ hơn 40 cm đường kính. Thôi cứ để đấy, rồi ngày mai cho thang máy cho lên. Rồi bật cái điện lên cả. Rồi bây giờ cho bật chiếc ghế này ra đây. Bây giờ chúng tôi để cho cái ghế cột 10 này ra. Và hiện nay chúng tôi ở tại xưởng thì vẫn đang còn độ gần chục bộ các cái bộ bàn ghế cột 10 gỗ Vụ Gia Lai rồi Vụ Tao Quảng Bình. Còn đây là lọ lục bình cao 1m6, đường kính là chính xác là cao 1m57, đường kính là 132. Còn phía sau như vậy, đôi lục bình thì hiện nay giá tại xưởng đây là 16 triệu một đôi, còn 1m5 là 15 triệu, 2m thì cũng có nhiều, 2m là 20 triệu lục thứ quý. Còn đằng sau đấy, bức tranh khảm Tùng Hạc Diên Niên cỡ 2, dài 2m17. Như vậy là cái tranh Tùng Hạc Diên Niên này là cỡ 2m17 này, chúng tôi đang còn 3 tấm và mỗi tấm là 36 triệu. Đây là chiếc kiện tivi gỗ mun 40 triệu. Đây là tranh Vinh Quy Bái Tổ. Hiện nay Vinh Quy Bái Tổ thì cỡ 2 này chúng tôi ở đây cũng đang còn chừng 3 tấm, cũng là 36 triệu một tấm. Đây là bức tranh quê xưa. Bức tranh này là 75 triệu bằng gỗ Vụ. Và mới lúc nãy thì tôi mới chuyển bức tranh Bách Điểu bằng gỗ Vụ ở chỗ điểm này ra. Nhưng mà trong này tranh Bách Điểu đục chạm tôi vẫn còn mấy tấm nữa. Còn đây là tranh Tùng Hạc Diên Niên. Tóm lại là hàng hóa của Đức Hiền là chuyển đi liên tục, nhưng mà cái lượng hàng cơ số dự trữ vẫn tất cả là hoặc là hàng nghìn thứ hàng cơ. Cho nên cuối cùng là lượng hàng vẫn còn rất là nhiều. Đây là hiện nay là đôi lọ lục bình đang tập kết vào phía trong giữa tầng 1 khu B. Và khi để một đôi thì đúng là trông nào. Thằng cu đứng vào để làm mẫu đi. Bây giờ con trai tôi cháu cao 1m75 sẽ đứng làm mẫu. Đây quý vị nhìn đây. Đây là đồ bình và người mẫu rồi. Thế con mặc cái áo có chữ NIC là gì đấy? New York City. New York City, bố tưởng là người yêu cũ đó thì ta lại đánh cho. New York City. Xin tạm biệt quý vị tại đây. Xin quý vị liên lạc với đồ gỗ Đức Hiền theo cái số điện thoại ở trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.